giơ tay cao như kiểu đang vươn vai, có cơ trưởng trong buồng lái, đây là chuyến bay thương mại, hạ cánh là phải có một đường dài. Giơ tay như kiểu đang vươn vai, có cơ trưởng trong buồng lái, đây là chuyến bay thương mại, hạ cánh là phải có một đường dài. Tay cao như kiểu đang vươn vai, có cơ trưởng trong buồng lái, đây là chuyến bay thương mại, hạ cánh là phải có một đường dài. Giơ tay như kiểu đang vươn vai, có cơ trưởng trong buồng lái, đây là chuyến bay thương mại, hạ cánh là phải có một đường dài. Triệu bảy đổi lấy một điệu nhảy, cùng với giai điệu hay, như là uống rượu tây, em thích ta chậm ra theo kiểu đấy. 24/7, lúc nào cũng có thể làm điều này. Chấm công xong rồi đi nghe nhạc, dân chơi nghe phát là hiểu ngay. Một khi ăn tiêu không phải đang chiêu, bởi vì money chỉ là vấn đề phụ. Có party khu VIP, không có ID thì phải không thể dư. Có chọn lọc chỉ để cho tỏa đám, bởi vì khu anh đứng được gọi là hạng sang. Nhiệt độ tăng mỗi lần em thả dáng, khán phòng phải tỏa sáng, bởi vì tất cả đang giơ tay như kiểu đang vươn vai, có cơ trưởng trong buồng lái, đây là chuyến bay thương mại, hạ cánh là phải cả một đường dài. Giơ tay như kiểu đang vươn vai, có cơ trưởng trong buồng lái, đây là chuyến bay thương mại.